Dạ, em xin chào quý thầy cô và các anh chị quý đồng nghiệp ạ. Em xin trình bày bệnh án hội chẩn của Bệnh viện Gia Lai ạ. Dạ, mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Chúng tôi nghe rõ và nhìn thấy slide rồi. Xin mời bạn. Dạ, em cảm ơn. Em xin bắt đầu ạ. Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, dân tộc Gia Lai, vào viện lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 2023, ngày giờ làm bệnh án là 8 giờ sáng nay. Lý do vào viện của bệnh nhân là đau ngực và loét vùng mông và cẳng chân trái. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, đang điều trị liên tục với insulin hỗn hợp với sáng 10 đơn vị, chiều 10 đơn vị. Bệnh nhân khởi phát đã lâu với đau ngực trái len lên vai và sau lưng, kèm khó thở, loét vùng mông và cẳng chân trái, điều trị tại bệnh viện huyện không đỡ cho nên chuyển lên bệnh viện tỉnh. Lúc vào khoa tim mạch thì bệnh tỉnh tiếp xúc tốt, da niêm nhợt BMI 19, phù hai chi dưới ấn lõm, còn đau ngực sau xương ức từng cơn không lan, tim nhịp đều, mạch 95 lần trên phút, huyết áp 120/80, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, gan lách, không sờ chạm, có ghi nhận loét vùng mông và cẳng chân trái. Còn lâm sàng ban đầu có huyết học, có bạch cầu tăng lên gần 13.000, trong đó nitro chiếm 85%, HB 10 gram trên decilit. Sinh hóa thì chức năng gan thận bình thường, có điện giải đồ, có kali giảm, và HB1C thì 10,5%, troponin Y làm và CKMB làm cả hai lần trong giới hạn bình thường ạ. Albumin máu có giảm 30 gram trên lít, protein máu khoảng 5,8 gram trên decilit. Điện tim từ lúc vào viện cho tới sáng nay thì đều là nhịp xoang trục trung gian, điện thế ngoại biên thấp, có QS ở V1 và V2 ạ. X quang ngực thẳng, hình ảnh tim phổi trong giới hạn bình thường. Chẩn đoán ban đầu của khoa là theo dõi đau ngực ổn định, theo dõi suy tim NIA 2, đái tháo đường type 2, biến chứng loét. Sự chỉ ban đầu là dùng kháng sinh combi kit 3,1 gam nhân một lọ 3 lần, pha với natri 0,9% 100ml, truyền tĩnh mạch 3 lần. Insulin hỗn hợp tim dưới da sáng 10 đơn vị, chiều 10 đơn vị, aspirin 81mg một viên, isosorbit 10mg một viên 2 lần, atorvastatin 20mg một viên, captopril 25mg 1/2 viên 2 lần, và kali uống 0,6 gram nhân một viên 2 lần. Rồi, từ ngày 7 tới ngày 9 thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, loét vùng mông và cẳng chân trái, không khó thở, còn đau ngực sau xương ức từng cơn không lan, tim nhịp đều, mạch khoảng 70 đến 80 lần trên phút, huyết áp dao động từ 110 đến 130/80 mm thủy ngân, phổi không nghe đan, bụng mềm, gan lách không sờ chạm. Còn lâm sàng có ngày 7 tháng 5 thì kali có giảm xuống còn 2,4 mmol trên lít, sau khi được truyền hai ống kali thì sang hôm sau kali lên 3 mmol trên lít. Tổng phân tích nước tiểu trong giới hạn bình thường. Đường máu mạch của bệnh nhân này chưa được ổn định. Đường buổi tối dao động từ 13 cho tới 30 mmol trên lít. Siêu âm tim của bệnh nhân trong giới hạn bình thường, EF tecol khoảng 60%, không ghi nhận rối loạn vận động vùng. Siêu âm mạch máu chi dưới ghi nhận sơ vữa rõ rệt hệ động mạch chi dưới hai bên, các máu bên chân phải giảm nhẹ, động mạch chạy trước đoạn 1/3 dưới cẳng chân phải, khó khảo sát, đề nghị chụp CT scan động mạch chi dưới. Siêu âm động mạch cảnh trong giới hạn bình thường, ABI trong giới hạn bình thường. CT scan động mạch chi dưới có theo dõi dị dạng đôi động mạch đùi nông bên trái. Tuy nhiên thì ở thì tĩnh mạch thì thấy rõ đây không phải là dị dạng đôi mà là tĩnh mạch đùi. Vì vậy chẩn đoán cuối cùng là theo dõi viêm sơ vữa động mạch chi dưới hai bên, bệnh tim theo máu cục bộ, đái tháo đường type 2 khó kiểm soát, biến chứng loét vùng mông và cẳng chân trái. Vì vậy em xin có câu hỏi là chẩn đoán hiện tại của em đã phù hợp chưa ạ? Tại sao trên CT thì động mạch thì thấy dị dạng đôi động mạch đùi nông bên trái, nhưng mà ở thì tĩnh mạch thì lại thấy đó rõ đó là dị dạng, không phải dị dạng mà là tĩnh mạch đùi ạ? Tại sao lại có hình ảnh đó? Và điều trị trên bệnh nhân này thì cần chú ý những gì, và em muốn hỏi chỉ định can thiệp trên bệnh nhân ạ? Can thiệp mạch chi ạ? Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Có lẽ là đây có hai chuyên gia, một chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh, một chuyên gia về can thiệp mạch. Tôi mời tiến sĩ Hoàng Văn trước. Bệnh dạy
ra này lần nào có cái bệnh án cũng rất hay ạ. Cái ca này cũng không kém hay so với ca trước. Tôi cho xem cái câu hỏi của bạn. Dạ, cái thầy có nghe rõ em nói không ạ? Tôi nghe được, không biết trong nghe được không ạ? Alo? Xin hỏi trong Gia Lai đã nghe được chưa ạ? Alo, trong Gia Lai nghe được chưa ạ? Chưa nghe được. Dạ, em nghe rõ rồi ạ. Dạ. Cho tôi xin lại cái slide câu hỏi cuối cùng ấy. Cái slide cuối cùng. Chưa chắc đã nghe được lúc nghe được lúc không nghe được. À. Dạ rõ rồi ạ. Mà cho tôi xin cái slide cuối cùng ạ. Dạ. Rồi ạ. À, tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. À, tôi tóm tắt qua bệnh nhân, hình như bệnh nhân nữ 64 tuổi đúng không ạ? Vào viện chủ yếu vì cái đau ngực và loét ở vùng mông bên trái phải đúng không ạ? Và trên lát vùng mông trái thế còn là và trên bệnh nhân đái đường mà không kiểm soát chưa tốt, tôi thấy tiêm có ngày có 20 đơn vị thôi, kiểm soát chưa tốt. Thế thì các bạn chẩn đoán phù hợp chưa thì chẩn đoán thì hoàn toàn triệu chứng lâm sàng. Tôi hỏi cái đau ngực của triệu chứng đau ngực của nhân như nào, có điển hình của mạch vành không hay đau ngực kiểu gì ạ? Dạ. Hay đau ngực kiểu gì ạ? Dạ, bệnh nhân đau ngực điển hình của mạch vành ạ. Bệnh nhân đau ngực trái len lên vai và len lên sau lưng ạ. Đau từng cơn, mỗi cơn khoảng 5 đến 10 cơn. Hay đau ngực kiểu gì ạ? Và men tin thì bình thường. Tôi hỏi một câu nữa, thế còn cái loét của bệnh nhân là nó có giả mạc, có mủ ở đây không hay nó khô? Vì các bạn thấy trong mô tả không rõ, chỉ nói thế loét thôi. Có giả mạc không ạ? Nét rộng bao nhiêu? Có giả mạc không? Và xuất hiện từ bao giờ? Dạ, có mủ ướt ạ. Như vậy chắc là xuất hiện từ lâu rồi đúng không ạ? Vâng. Thế thì một cái bệnh nhân dạ, trên và một lần đái đường, bệnh nhân đái đường kiểm soát chưa tốt, HbA1c trên 10 là kiểm soát cực kỳ chưa tốt, mà có một cái đau ngực điển hình kiểu mạch vành. Ở trên một bệnh nhân đái đường lâu như vậy thì có khả năng là có bệnh cái này gọi có thể là gọi hội chứng hình cấp. Mặc dù men tim chưa tăng thì ta xếp vào cái dạng đau ngực không ổn định. Đúng không ạ? Đấy là một cái. Thứ hai là cái loét thì có mấy dạng, một là do nhiễm trùng trên đái đường, hai là do thiếu máu, do tắc mạch. Và thứ ba nữa là có tỳ đè. Thì trong trường hợp này không liệt thì không có tỳ đè, đúng rồi, loại trừ. Thiếu máu thì chúng ta làm siêu âm, làm CT đó là không có tắc, không có hẹp thì không thể nói là thiếu máu được, do thiếu máu được. Như vậy còn lại là do tình trạng nhiễm trùng, có thể trên nền tảng bệnh nhân đái theo đường mà chúng ta kiểm soát chưa tốt. Thực tế lâm sàng chúng ta đã gặp nhiều trường hợp mà bệnh nhân đái đường kiểm soát tốt chỉ có những cái mụn rất là nhỏ hay gặp ở vùng mông, vùng lưng, mà các kiểm soát không tốt thì sẽ thành để nhiễm trùng tại chỗ và có lan rộng xung quanh. Thì trường hợp này cũng không ngoại trừ như vậy, thì có thể cái loét này là có liên quan đến biến chứng của đái đường mà chúng ta kiểm soát chưa tốt dẫn đến nhiễm trùng. Thì đấy là hai cái. Mà cái thứ ba nữa là chẩn đoán các bạn là cho tôi xem là chẩn đoán. Tôi xem lại cái chẩn đoán của bạn ấy. Alo.
Rồi. À, thế vâng. Thực ra chẩn đoán thì các bạn chẩn đoán theo dõi sự bệnh viêm sơ vữa động mạch chi dưới. Thực ra thì trong danh cái từ chẩn đoán cái không có từ là từ sơ vữa động mạch chi dưới đâu, nó chỉ là bệnh động mạch chi dưới hẹp mức độ hoặc như nào đó. Thực ra chẩn đoán chứ không có bệnh là sơ vữa động mạch chi dưới. Sơ vữa là cái từ dành chung. Nếu hẹp thì có hẹp đa tầng hoặc đa mạch. Thì trong trường hợp của bạn là siêu âm thì nghi ngờ đúng không, bên phải. Nhưng thể hiện trên CT thì không có hẹp, không có tắc, tôi nhìn thấy không vấn đề gì. Đúng không ạ? Mà các bạn mô tả không vấn đề gì, chỉ có một cái dị dạng tĩnh mạch, không phải dị dạng đâu mà là thực ra cái tĩnh mạch nó về muộn ở bên trái thôi ạ, chứ không phải là dị dạng động mạch đùi lông đâu. Tí là chắc bên chuyên gia chuẩn đoán thì tôi sẽ phân tích rõ thêm. Thì chúng ta sẽ bỏ cái bệnh sơ vữa động mạch chi dưới đi vì nó không hợp lý. Hoặc là cũng sơ vữa có thể có, nhưng mà sẽ sơ vữa chứ không có chẩn đoán toàn thân, chứ không phải mỗi động mạch chi dưới mà không ai chẩn đoán là sơ vữa cả. Thì bởi vì sơ vữa cái tổn thương nó hẹp không đáng kể thì chúng ta bỏ khỏi chẩn đoán. Vì cái sơ vữa này cũng không liên quan đến cái loét. Vì trong loét chúng ta là biến chứng của đại đường và cho nên ta bỏ ra được. Hay là bệnh nhân thiếu các bộ. Thì thực tế bệnh nhân vào trong trường hợp này là cái bệnh nhân vào viện trong không phải dưới loét mà chắc chắn vì đau ngực. Bởi vì loét này là có mủ rồi, lâu rồi thì chắc là lâu rồi. Thì vào với đau ngực bắt buộc bệnh nhân phải vào viện thì trong trường hợp này là một hội chứng quanh cấp. Mà men tim hai lần làm chưa tăng thì chúng ta có thể đau ngực đấy là hội chứng quanh cấp, không ép tay chân lên hoặc là đau ngực không ổn định được. Và đái đường không phải khó kiểm soát bởi vì bệnh nhân có truyền dùng có 12 đơn vị một ngày mà chưa dùng các thuốc khác, ngậm liều hai loại sáng chiều thôi mà chưa dùng các thuốc phối hợp khác mà liều tương đối thấp thì không phải là khó kiểm soát đâu mà chưa kiểm soát tốt, đúng không ạ? Biến chứng loét vùng mông càng ok. Thì tôi chẩn đoán lại chẳng có nghĩa là gì, bệnh nhân hội chứng đau, gọi là đau ngực không ổn định trên bệnh nhân đái theo đường tiếp 2 chưa kiểm soát tốt là biến chứng loét vùng mông càng thế hợp lý hơn, chúng ta có thể bỏ được cái theo dõi viêm kia đi. Thiếu máu cục bộ thì thông thành dành thiếu máu cục mãn tính chứ không ít khi người ta cấp tính trong trường hợp này, đúng không ạ? Như vậy thì mình chẩn đoán tốt, mình chẩn đoán sát hơn thì mình điều trị sẽ sát hơn, đúng không ạ? Mình nếu chẩn đoán không sát thì điều trị là không sát, thì có lẽ tôi sẽ sửa lại chẩn đoán là đau ngực không ổn định trên bệnh nhân đái theo đường tiếp 2 mà chưa kiểm soát tốt vì HbA1c 10 mà và có biến chứng loét vùng mông cẳng bên trái, nhiễm trùng đấy ạ. Thế thì đấy chẩn đoán như vậy có 3 mục thì chúng ta phần điều trị. Điều trị cho tôi xem, điều trị có một câu hỏi về điều trị đúng không ạ? Lật lại cho tôi câu hỏi slide cuối cùng đấy ạ. Cho tôi xem slide cuối cùng, cái phần mà câu hỏi thảo luận nhé. Nó bị trễ lắm. Câu hỏi số 2 tí thì chuyên gia ảnh tôi sẽ trả lời. Còn tôi tiếp tục câu hỏi số 3. Cái này câu hỏi phần thảo luận nhé, cái slide cuối cùng nhé. Tôi chuyển rồi ạ. Câu hỏi số 2 tí thì chuyên gia. Vâng, rồi. Phần 3 điều trị cần chú ý gì không ạ? Thứ nhất thì rõ ràng bệnh nhân này trên bệnh nhân đái đường kiểm soát rất tốt, một cái đau ngực điển hình của mạch vành theo các bạn mô tả. Như vậy thì chúng ta cần chú ý. Nhất là xử lý cái bệnh đau ngực cái này. Cái nguy hiểm hơn bây giờ ấy là cái đau ngực mới bắt bệnh nhân vào viện thì chúng ta có thể đau ngực điển hình rồi để chúng ta không được chụp CT, mà trong các bạn có DSA rồi đấy thì các bạn có thể chụp mạch vành trực tiếp cho bệnh nhân vì bệnh nhân đường quy có rất cao và đau ngực điển hình như này. Thì chú ý thứ nhất, và cái chú ý thứ hai là bệnh nhân kiểm soát đái đường chưa tốt mà vẫn đang dùng có hai liều, có hai mũi đúng không ạ? Các bạn vì chưa tốt như vậy thì các bạn có thể dùng liều 3-4 mũi một ngày đi, 3 nhanh 1 chậm, 1 chậm buổi tối. Các bạn sẽ kiểm soát tốt hơn cho người bệnh. Sau khi ổn định rồi thì chúng ta sẽ chỉnh liều sau. Như vậy thì trong quá trình kiểm điều trị cả mạch vành, cả về loét, cả về tất cả mọi sẽ tốt hơn. Và đái đường thì các bạn có thể trước mắt giai đoạn này các bạn có thể dùng trong giai đoạn cấp này bạn dùng 4 mũi một ngày.
ba nhanh, một chậm sáng, trưa tối nhanh và một cái đêm chậm nữa để kiểm soát đường máu tốt hơn ở trong giai đoạn hồi sức như này. Sau đó chúng ta ổn định rồi chúng ta kiểm soát sau. Việc thứ hai, một cái chú ý nữa thì các bạn kiểm cái OLED ấy, thì liên quan đến đái đường, thì ngoài việc kiểm soát tốt đái đường thì các bạn bạch cầu rất là cao, các bạn phải dùng kháng sinh và chăm sóc tại chỗ, thì tôi hy vọng là cái OLED nó sẽ ổn định hơn. Còn nếu mà đái đường các bạn kiểm soát không tốt thì khả năng mà kiểm soát cái OLED ấy rất khó bởi tình trạng. Cho nên là đầu việc đầu tiên ấy, song song thì chúng ta phải song song với nhau kiểm soát đường máu tốt, có thể phải kháng sinh toàn thân và chăm sóc tại chỗ thật tốt thì hy vọng OLED mới liền được. Và cái câu hỏi thứ nữa là chỉ định can thiệp trên bệnh này thì về mạch vành thì chắc chắn có chụp mạch vành, thế còn có hẹp thực sự hay không như nào thì chỉ có chỉ định chụp mạch vành, xét can thiệp thì có. Và theo các bạn mô tả vì sao ạ? Vì đau ngực rất điển hình rồi, trên bệnh nhân đái đường lâu năm, đường có kiểm soát không tốt thì khả năng mạch vành là cao. Thế còn can thiệp mạch chi có hay không ạ? Trong trường hợp này thì không có chỉ định can thiệp mạch chi gì cả, vì thực tế nó có hẹp đâu ạ, nó chỉ có tổn cùng lắm thì nó tổn thương mạch vi mạch. Tổn thương vi mạch thì chúng ta chỉ điều trị nội khoa thôi ạ. Kiểm soát đường máu tốt, điều trị khoa bằng cái gì ạ? Bằng kháng cái tập điều cầu và statin thật tốt, kiểm soát yếu tố nguy cơ thật tốt, thế là được ạ. Và chăm sóc viên LED. Chứ còn chỉ định can thiệp mạch ngoại biên thì trong trường hợp này không có chỉ định, vì các mạch lớn nó không hẹp thế nào cả. Xin hết ý kiến ạ. Các bạn có hỏi gì không? Xin mời các bạn vào bệnh viện Gia Lai. Không thể nghe thấy gì luôn. Các bạn có hỏi gì không? Dạ, cho em xin phép hỏi lại là trên bệnh nhân này có tắc mạch chi không ạ? Cái màn hình. Okay. Các bạn tắt cái share màn hình đi để chúng tôi đưa cái hình chụp lên, chúng tôi sẽ có chuyên gia phân tích. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền ạ, kính thưa hội trường ạ, em xin phép phân tích phim chụp CT động mạch chi dưới. Thứ nhất là về yếu tố kỹ thuật thì các bạn chụp tương đối đạt. Trường cắt các bạn cắt từ dưới vòm hoành cho đến hết bàn chân. Gồm series ảnh gồm 3 series là trước tiêm thì động mạch và thì tĩnh mạch đầy đủ. Tuy nhiên là các bạn thấy cái hình ảnh sợ là một cái dị dạng, tức là thực ra thì nó không phải là dị dạng, mà nếu như đúng ấy, thì là nó làm một cái biến thể giải phẫu, tức là có hai động mạch khoeo. Nhưng mà thực tế ra trong trường hợp này là không phải là biến thể giải phẫu, mà nó là một cái giải phẫu bình thường, là cái tĩnh mạch khoeo và tĩnh mạch đùi tùy hành đi cùng với lại cái động mạch thôi. Và tại sao lại xảy ra điều đấy? Bởi vì là các bạn chụp cái thì động mạch nó hơi muộn một chút, cho nên là thuốc nó về tĩnh mạch. Khi mình dựng lên như thế này mình mới thấy là nó cái hiện hình của cả cái tĩnh mạch lên ạ. Dạ không ạ, thì cái này thì nó phụ thuộc vào cái bảng hệ của hai bên đấy. Cái thì tí em sẽ phân tích tiếp ạ. Thì bây giờ bắt đầu đi vào series thì mình phân tích thứ nhất ấy là về cái hệ động mạch, thì quan sát trên phim ấy thì ta thấy là hệ động mạch chủ bụng này, động mạch chậu hai bên này, chậu ngoài, động mạch chậu trong này, động mạch đùi, động mạch khoeo hai bên, động mạch chảy mác hai bên. Đây là động mạch chảy sau, đây là động mạch mác, bên đây cũng là động mạch chảy sau, đây động mạch mác, động mạch chảy trước,
đây động mạch chảy trước ấy. Và đây là động mạch mu chân hai bên ạ. Như vậy là cái hệ động mạch chi dưới thì gần như là không có tổn thương ạ. Em xem trên cái phim ảnh gốc ấy thì là không có dày thành hay là không có xơ vữa gây hẹp hay là tắc hệ động mạch chi dưới ạ. Đây, bởi vì là tại sao lại muộn, bởi vì là cái khi mình chiều chụp thì động mạch ấy thì là cái thuốc nó đã về tĩnh mạch cửa rồi. Dạ thì là do tổn thương ạ. Trên cái sông ảnh gốc. Trên xung ảnh gốc ấy thể hiện một cái tổn thương tức là phù lan tỏa của mô dưới da, mô dưới da này và mô quanh cơ và cơ phần cẳng chân bên trái rất là nhiều. Kèm theo đó là có một cái ổ áp xe đoạn 1/3 dưới này. Đây ạ, một cái ổ áp xe là kích thước khoảng 4x2cm ở đoạn 1/3 dưới mặt sau cẳng chân ạ. Đó, đây ạ. Thì bên phải mình không thấy do là cái bàng hệ, tức là khi nó viêm mô tế bào nó giãn thì cái bàng hệ máu nó về cái tĩnh mạch nó sẽ sớm hơn là cái bên phải, cho nên là bên phải mình không thấy mà bên trái mình thấy ạ. Dạ. Đấy, kèm theo đó là những cái hạch bạch huyết, nổi các cái hạch bạch huyết. Đó, những cái hạch bạch huyết ở dưới da. Đó, thì là cái chẩn đoán cuối cùng của em đó là cái mình nghĩ tới một cái tổn thương viêm mô tế bào cẳng chân, ổ áp xe mặt sau cẳng chân trái đoạn 1/3 dưới ạ, cẳng chân ạ, hệ động mạch. Dạ đây ạ. Okay. Ổ áp xe đấy ạ. Các bạn có nghe rõ cái phân tích của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh không ạ? Em xin hết ạ. Dạ em nghe rõ ạ. Vâng, thế các bạn còn câu hỏi gì không? Dạ em xin phép cảm ơn ạ. Cảm ơn thì không cần phải xin phép. Cảm ơn các em. Một cái ca lâm sàng rất là hay và thực tế đúng không ạ? Đấy, chúng ta, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Dạ em không có câu hỏi ạ. Vâng. Cảm ơn các bạn đã cho một cái ca lâm sàng rất là hay và các cái câu trả lời cũng rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Thế bây giờ xin quay lại bệnh viện Gò Vấp ạ.